Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật nhiệm vụ quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của công dân và dư luận xã hội phản ánh về những bất thường trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh, Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Thanh tra đột xuất, việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở kết luận thanh tra ngày 20 tháng 8 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tỉnh Thái Bình. Đồng thời chỉ đạo thanh tra tỉnh tiếp tục thanh tra đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức năm học mới theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với quan điểm chỉ đạo, mọi hành vi vi phạm của tổ chức cá nhân đều phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trên cơ sở kết luận thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các bước quy trình thủ tục để xem xét xử lý cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng kỷ luật công chức lãnh đạo quản lý, ngày 20 tháng 9 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với công chức lãnh đạo quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, ông Nguyễn Viết Hiền, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kỷ luật bằng hình thức cách chức. Bà Trần Thị Bích Vân, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Đặng Xuân Phong, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Đối với ông Nguyễn Ngọc Hà, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kiểm điểm rút kinh nghiệm tại hội nghị kiểm điểm đối với công chức lãnh đạo quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với những tập thể cá nhân thuộc trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có hành vi vi phạm đã được nêu trong các kết luận thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét xử lý theo trình tự thủ tục, theo phân cấp và theo thẩm quyền, bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch, nghiêm minh, đúng pháp luật. Sau khi có kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định. Việc xử lý đối với các cá nhân để xảy ra vi phạm thể hiện tinh thần giáo dục cảnh tỉnh, cảnh báo gian đe nhưng cũng hết sức cương quyết và nghiêm minh những cán bộ công chức để xảy ra vi phạm đã tự nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật. Trên cơ sở các kết luận thanh tra của tránh thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành các thủ tục theo thẩm quyền để công bố kết quả điểm thi của các thí sinh và tổ chức xét tuyển theo quy định để đảm bảo thời gian thực hiện kế hoạch năm học trên cơ sở nguyên tắc học thật, thi thật, kết quả thật. 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào sáng ngày 5 tháng 9 năm 2024, tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng năm học mới. Đến nay, các trường trung học phổ thông đã ổn định. Học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân đồng tình ủng hộ với cách làm và phương pháp giải quyết vụ việc. Ủy ban nhân dân tỉnh đã và đang chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Thưa quý vị và các bạn, để xảy ra các sai sót vi phạm và phải xử lý cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh thái bình là điều đáng tiếc với cách xử lý kịp thời kiên quyết của tỉnh đã nhận được sự đồng tình của các phụ huynh và nhân dân trong tỉnh